chào quý vị và các bạn. Bây giờ là trang địa phương Bắc Trà My phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Mời quý vị và các bạn dành thời gian theo dõi. Thưa quý vị, chương trình Mỗi xã một sản phẩm hay còn gọi là chương trình OCOP được huyện Bắc Trà My triển khai từ năm 2018 đến nay. Ban đầu còn gặp nhiều khó khăn, nhiều ý thức của người dân trong xây dựng những sản phẩm OCOP chưa cao, sản phẩm còn đơn điệu, thiếu tính đặc thù của địa phương, thị trường đầu ra chưa ổn định. Thì nay huyện vùng cao này đã xóa dần những rào cản đó, tiến đến xây dựng những sản phẩm OCOP 3 sao, 4 sao đạt chất lượng, đủ sức cạnh tranh với thị trường trong và ngoài tỉnh. Việc xây dựng thành công chương trình Mỗi xã một sản phẩm đã góp phần rất lớn cho các xã trên địa bàn hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới. Đây cũng là nội dung chính mà chúng tôi đề cập trong chương trình Trang địa phương Bắc Trà My hôm nay. Mời quý vị và các bạn theo dõi. Trà Giang là địa phương có diện tích trồng cây mía tím lớn nhất huyện Bắc Trà My. Giống mía tím được bà con đem từ tỉnh Thanh Hóa vào trồng. Thời gian thu hoạch ngắn, chống chịu được sâu bệnh, giòn, ngọt. Từ những đặc tính này, cây mía tím được người dân huyện Bắc Trà My và các huyện lân cận rất ưa chuộng. Tuy nhiên lâu nay người nông dân ở Trà Giang chỉ bán nhỏ lẻ, thị trường đầu ra bấp bênh nên mức thu nhập chưa cao. Từ năm 2019, Hợp tác xã Phát triển Nông nghiệp Thịnh Vượng đầu tư xây dựng cây mía tím thành sản phẩm OCOP và được công nhận 3 sao cấp tỉnh. Thì mức thu nhập của bà con đã nâng cao hơn, cây mía tím cũng được nhiều người biết đến. Nói chung là trong một năm trừ chi phí công phân rồi tiền xe lôi xe đò chở xuống thành phố thì gia đình tôi còn dư âm lại cả 200 triệu. Bà con ở đây cảm thấy rất là vui vì là cây mía đã có thương hiệu và bà con cũng yên tâm để sản xuất ra thị trường để cho nó yên tâm hơn nhiều. Giống như mấy năm trước đầu tư và nghiên cứu cho ra một cái sản phẩm mía tím đóng gói là mình được bảo quản lạnh cho nên là mang vận chuyển được xa hơn rồi thời gian bảo quản nó cũng tốt hơn. Nhưng vừa rồi thì bằng nỗ lực của cả hợp tác xã và cũng được sự giúp đỡ của các ban ngành ở địa phương thì sản phẩm đã được công nhận ba sao. Về để được các sản phẩm ba sao thì cũng qua rất nhiều quy trình nó cũng khắc khe về chất lượng sản phẩm, về quy trình, về đóng gói, tất cả bao bì nhãn mát đầu tư phải bài bản. Cho nên bây giờ có thể gọi là cái mía tím của thời gian đã có thương hiệu rồi. Đây cũng là cái điều kiện để cho bà con mình mở rộng được cái vùng nguyên liệu, rồi sau đó cung cấp cho hợp tác xã. Đã 7 năm gắn bó, ông Hồ Thanh Hà trải qua nhiều thăng trầm trong nghề nuôi ong lấy mật. Với 3.000 đến 5.000 đàn ong lấy mật mỗi năm, ông Hà cung cấp lượng mật rất lớn cho 3 công ty ở thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai. Các đơn vị này sau đó sẽ xuất mật ong thành phẩm sang Mỹ và các nước phương Tây. Không chỉ phát triển kinh tế cho gia đình, mà ông Hà còn giải quyết việc làm mang lại nguồn thu nhập ổn định cho bà con tại chỗ. Vụ nuôi ong thì công lao động thì thường là cứ một ngày đó là 8 đến 10 người, mà làm liên tục cũng vào 6 tháng đấy. Ngày nào cũng phải đi làm, chỉ có mưa thì mới nghỉ thôi, chứ làm liên tục. Thu nhập của họ thì bình quân một người là nếu như họ đi làm công là một tháng là khoảng 7 triệu rưỡi, cơm ăn. Sát Trà Giang hiện nay có 2 sản phẩm OCOP đã đạt chuẩn 3 sao. Năm 2021 này có thêm sản phẩm mật ong Trà My Thanh Hà tham gia chương trình Mỗi xã một sản phẩm. Được sự hướng dẫn giúp đỡ của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Bắc Trà My, rồi xã Trà Giang, ông Hà đã hoàn thiện hồ sơ sản phẩm, có mẫu mã bao bì theo tiêu chuẩn. Khi được công nhận sản phẩm OCOP, những chủ thể như ông Hà kỳ vọng sẽ mang lại uy tín thương hiệu và đảm bảo thị trường đầu ra ổn định. Còn với địa phương, việc ngày càng có nhiều sản phẩm OCOP trên địa bàn sẽ góp phần rất lớn trong xây dựng thành công xã nông thôn mới. Đăng ký được OCOP thì tạo lòng tin cho dân hơn, người ta sẽ sử dụng mặt ăn tốt hơn, tạo điều kiện cho vấn đề tiêu thụ sản phẩm tốt hơn, vì là giải quyết việc làm cho người dân địa phương. Vì nếu mà thông thuận được các cái xã mà tạo điều kiện tốt thì không phải là nuôi riêng Trà Giang nhưng mà sẽ nuôi rộng ở tất cả các cái xã ở huyện Bắc Trà My này. Đăng ký một sản phẩm OCOP mật ong thì đối với hợp tác xã của Thanh Hòa thì đến hiện nay thì sản phẩm được nằm trong cái danh sách của tỉnh chờ quyết định để công nhận. Thì về cái phát triển sản phẩm OCOP nó gắn liền với cái xây dựng xã nông thôn mới. Khi mà sản phẩm OCOP được công nhận thì giải quyết được một số việc làm cho người dân tại địa phương và tăng thêm cái thu nhập để mà hoàn thành cái tiêu chí về cái thu nhập đầu người. Không riêng gì Trà Giang, mà từ năm 2018 đến nay, việc xây dựng các sản phẩm OCOP cũng được xã Trà Tân chú trọng, tận dụng nguồn nguyên liệu lúa rẫy đặc trưng của đồng bào thiểu số tại chỗ. Anh Trần Nhật Hòa đã xây dựng thành công sản phẩm rượu lúa rẫy Thái Hòa.
được công nhận sản phẩm nông nghiệp nông thôn tiêu biểu, rồi đạt OCOP 3 sao, rượu Thái Hòa đã giải quyết được khối lượng lớn lúa rẫy cho bà con vùng cao các huyện Bắc Trà My và Nam Trà My, đồng thời giải quyết công ăn việc làm thường xuyên cho người dân tại chỗ và quan trọng nhất là tạo thị trường đầu ra ổn định cho sản phẩm. Các sản phẩm mà có nguồn lúa đó, tại các xã như ở trên địa bàn huyện Bắc Trà My này thì không còn cái nguồn lúa thừa nữa. Tại vì ra sản phẩm nào thì mình còn thừa là mình sẽ thu gom hết. Thứ nhất là thứ hai nữa thì về cái thu nhập thì hiện tại thì mình đã giải quyết được 5 lao động, trung bình là một tháng là mà tầm 4 triệu đồng trên một lao động và xuyên suốt trong vòng 12 tháng trên một năm. Thì cơ bản thì hiện nay thị trường là mình sản phẩm mình cũng đang xâm nhập thị trường nhưng mà cũng được thị trường đánh giá là tích cực. Thì hiện tại thì có thị trường Tam Kỳ, Điện Bàn, Hội An, Núi Thành, Đà Nẵng và Bắc Trà My thì rất là chúng. Cũng tận dụng giống cây đặc sản của địa phương, năm 2021 này, xưởng Mỹ Nghệ Quế Thái Hòa ra đời. Từ nguồn hỗ trợ 50% vốn khuyến công của địa phương, chủ cơ sở đã đầu tư mua dàn máy cắt tiện gỗ CNC cao cấp với tổng giá trị hơn 300 triệu đồng. Từ đây nhiều loại sản phẩm thủ công mỹ nghệ tinh xảo từ thân cây quế ra đời. Trước đây, cây quế Trà My người dân sau khi thu hoạch vỏ thì sẽ bỏ toàn bộ phần thân cây, cành lá. Còn hiện nay khi xưởng Mỹ Nghệ Quế Thái Hòa ra đời thì người nông dân có thêm nguồn thu nhập ổn định. Tự tin đăng ký tham gia sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2021, sản phẩm đèn Mỹ Nghệ Quế Thái Hòa hứa hẹn sẽ mang lại nhiều thích thú cho việc trang trí nội thất của từng gia đình. Được sự quan tâm và giúp đỡ của huyện cũng có chương trình khuyến công OCOP. Thì mình cũng được hỗ trợ rất nhiều về kinh phí và một số chương trình hỗ trợ cành sản phẩm, hỗ trợ về phát triển về thương hiệu, phát triển về mẫu mã. Hiện tại thì trên cái mẫu mình đang dùng ái đấy thì hiện tại lên đang có 6-7 mẫu. Nếu mà trong khoảng từ 2 đến 3 năm nữa sẽ mở rộng ra là khoảng từ 10 đến 20 lao động. Qua gần 4 năm xây dựng chương trình mỗi xã một sản phẩm, huyện Bắc Trà My đã có 4 sản phẩm OCOP đạt chuẩn 3 sao và một sản phẩm tinh dầu quế Minh Phúc đang nâng cấp lên 4 sao vào năm 2021 này. Qua nhìn nhận đánh giá thì việc xây dựng các sản phẩm OCOP đã giải quyết được nhiều vấn đề, trong đó không để xảy ra tình trạng tồn đọng nông sản của người nông dân làm ra. Khai thác thế mạnh dược liệu đặc trưng của địa phương, giải quyết bài toán thu nhập, giảm nghèo, xây dựng cơ sở sản xuất, hợp tác xã trong xây dựng nông thôn mới. Ngoài ra còn mở rộng thị trường tiêu thụ, giúp người nông dân vươn lên thoát nghèo làm giàu. Để giải quyết được cái nguồn mà sản phẩm người dân làm ra thì cái mô hình này nó rất là phù hợp, giải quyết được một số cái việc làm cho cái người lao động ở địa phương. Bên cạnh đó thì nâng cao được cái thu nhập cho cái mô hình đăng ký, cái hộ gia đình đăng ký mô hình này rất là cũng đem lại nhiều cái của để phục góp phần cho cái vấn đề số đó giảm nghèo ở địa phương, thực hiện tốt cái mô hình chương trình xây dựng nông thôn mới. Hướng đến sản phẩm OCOP phục vụ cho các mô hình phát triển sản phẩm OCOP cho chương trình xây dựng nông thôn mới của xã Trà Đông nói riêng cũng như toàn huyện nói chung và trên phạm vi toàn tỉnh hiện nay, và đặc biệt là cái đầu ra cho các sản phẩm này hiện nay thì cơ sở này mới manh nha bước ban đầu để hoàn thiện, và trong thời gian đánh thì phòng kinh tế Hà Tàng huyện Bắc Trà My sẽ tiếp tục xúc tiến những cái hoạt động mà nhằm cho kích cầu phát triển sản phẩm này nó phát triển mạnh mẽ hơn với sản lượng đầu ra nó tốt hơn. Tuy nhiên cũng như nhiều địa phương trong tỉnh, việc xây dựng sản phẩm OCOP tại huyện Bắc Trà My cũng gặp không ít khó khăn. Một số sản phẩm đơn điệu, trùng lắp và chưa mang tính đặc trưng riêng. Công tác quảng bá tuyên truyền sản phẩm OCOP chưa sâu, chưa tạo tính lan tỏa trong cộng đồng dân cư. Thị trường đầu ra bấp bênh, chưa đủ sức mạnh cạnh tranh với các huyện lân cận. Ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 dẫn đến nhiều chủ sở hữu sản phẩm OCOP không dám đầu tư mở rộng, không mặn mà và phát triển thương hiệu thị trường. Thời gian vừa qua là các ngành chức năng cũng đã tích cực hỗ trợ như là cách nối và đưa ra nhiều các kênh để mình cách nối sản phẩm, giới thiệu sản phẩm. Tuy vậy thì cũng chưa thực sự là mang lại cái hiệu quả thiết thực. Như bây giờ thì cái sản phẩm OCOP, hầu như tất cả sản phẩm OCOP là cái mức tiêu dùng là nó không phải là phổ thông như những sản phẩm bình thường khác, cho nên trong khi kinh tế người dân đang có hạn hẹp thì tôi nghĩ là cũng rất là khó trong thời gian tới là sẽ ổn định. Và cũng là kiến nghị với lại các cơ quan chức năng trong thời gian tới là
nếu mà hỗ trợ được thì hỗ trợ về cái gọi là mức mức hỗ trợ cho những cái sản phẩm ô cốp mà tham gia những năm tiếp theo á, thì mình nâng được cái mức hỗ trợ lên để cho những cái sản phẩm sau này cũng họ tích cực họ tham gia hơn nữa, nhiều hơn nữa. Sản phẩm của mình thì cái công của mình chưa đủ cao. Thực tế là cái nguyên liệu của mình nó không nhiều. Ví dụ dầu phụng ở Trà Dương, Trà Đông thì nó cái sản phẩm dầu phụng thì có lúc mà cái sản phẩm này là cái nguyên liệu của mình nó không có nhiều. Có máy móc rồi mình chế biến là ra cái máy móc hiện đại, chất lượng dầu nó cao. Người ta rất là thích, thị trường rất là thích. Tuy nhiên thì cái sản phẩm mình cũng không có nhiều. Cũng có các tư nhân có cái có thể họ gửi vào có cái siêu thị để họ bán, nhưng mà không có nhiều. Thị trường của mình được rộng nhất được ra đến Tam Kỳ với lại Đà Nẵng. Là địa phương trong khu vực trung tâm của ba huyện Tiên Phước, Bắc Trà My và Nam Trà My, trên trục quốc lộ 40B và kết nối liên vùng với huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi, Bắc Trà My đang đẩy mạnh khai thác tận dụng lợi thế của liên kết vùng, đẩy mạnh tuyên truyền thay đổi nhận thức của người dân trong xây dựng sản phẩm ô cốp đặc trưng. Năm 2021 này, địa phương vùng cao này đã có thêm 4 sản phẩm đăng ký ô cốp cấp tỉnh. Kỳ vọng đây sẽ là những sản phẩm tiêu biểu, thúc đẩy phong trào xây dựng mỗi xã một sản phẩm ở Bắc Trà My ngày càng lan tỏa và là động lực giúp bà con thoát nghèo bền vững, xây dựng thành công nông thôn mới. Bắt đầu từ cái năm 2021 này, cái thấy nó thực tế là có cái hộ mà đăng ký ấy, nhiều hơn. Mặc dù là qua đăng ký thì mình xét là mình thấy họ chưa đủ điều kiện. Tuy nhiên họ chưa đủ điều kiện thì mai mốt họ sẽ bổ sung cho đủ điều kiện theo cái hướng dẫn của mình. Trong thời gian đấy không xa của ha thì cái sự phát triển của mình rất là tốt. Ở lúc đó sản phẩm ra nhiều rồi, bắt đầu mình phải nghĩ thân cái chuyện đầu ra. Có sản phẩm dầu dò trên địa bàn mình là thứ nhất, thứ hai nữa là cũng có cái mà để họ cạnh tranh, người dân mình là thái, đồng bào mình thái được cái nông đồng mi là họ có sản phẩm như vậy. Để họ cũng có cái sức mà phát chỗ, có sức phấn đấu, có cái hướng là phấn đấu để cho ngày còn tốt hơn. Về lâu dài thì mình hiện nay là mình có cái lợi thế là mình ở trung tâm của ba huyện, kể cả Trà Bồng này. Ở vùng đất được mệnh danh là Cao Sơn Ngọc Quế, những sản phẩm ô cốp của địa phương đang dần hướng đến khai thác thế mạnh này. Đồng thời, việc xây dựng trụ sở trưng bày sản phẩm ô cốp làm điểm tham quan quảng bá có ý nghĩa lớn trong thúc đẩy các chủ thể ô cốp nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ, gắn xây dựng sản phẩm đặc trưng với phát triển du lịch trên tuyến quốc lộ 40B. Đó được coi là hướng mở cho huyện vùng cao Bắc Trà My trong thực hiện hai chương trình mục tiêu lớn của chính phủ là giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. Trang địa phương Bắc Trà My đến đây kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt. Yeah.